Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau theo dõi những hình ảnh mà Quang Quý tin chắc rằng cánh mày râu của chúng ta đã cảm giác rất là quen thuộc, và cũng như là các chị em phụ nữ sẽ có những ngày khi mà chúng ta thức dậy chúng ta chợt nhìn vào gương và mình cảm giác như là trời ơi, một ngày tận thế sắp đến rồi. Tại vì làn da của các chị em phụ nữ đôi lúc sẽ có những cái vấn đề liên quan đến việc là độ đàn hồi nè, độ mịn màng nè, hay là nổi mụn nè. Chắc chắn là những ngày đó thì các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ cảm thấy là vô cùng kinh khủng. Và bản thân của Quang Quý là có rất là nhiều những người phụ nữ trong cuộc đời của mình, mẹ nè, bạn nè, các chị nè, trong đó thì những người đồng nghiệp nữa, những ngày nào mà các chị ấy xuất hiện với một vẻ mặt mà trầm lặng nè, rồi làn da không còn đẹp như mọi ngày, thì chắc chắn là ngày hôm đó Quang Quý cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là nam giới ơi, cánh mày râu ơi, chúng ta đang theo dõi chương trình lần này cũng sẽ là một cơ hội để cho tất cả quý vị chúng ta có thể lựa chọn những dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe để dành một món quà đến cho những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời của mình. Và cụ thể ngày hôm nay đó chính là chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một sản phẩm, đó chính là viên uống sữa ông chúa đến từ thương hiệu Costa, một thương hiệu rất là quen thuộc và cũng như là nổi tiếng trên khắp thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới quý vị nha. Nếu như quý vị là những khách hàng quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping thì có lẽ chúng ta đã rất là quen thuộc với thương hiệu Costa này rồi. Đây chính là thương hiệu của tập đoàn Star Combo nổi tiếng của Úc quý vị ạ. Dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi gửi tới được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc của thương hiệu Costa. Và có thể nói tập đoàn Star Combo đã gửi đến cho người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới những dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe rất là chất lượng, được trải qua một quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt trước khi nó đến tay người dùng. Và khi sử dụng đều đặn trong một thời gian, quý vị các bạn chúng ta sẽ cảm nhận được những hiệu quả tích cực của nó đối với cơ thể của mình. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm, tập đoàn Star Combo là một tập đoàn rất là nổi tiếng với những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chẳng hạn như là viên nhau thay cừu nè, hay là sủng cá mập nè. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là viên uống sữa ông chúa quý vị nha, với hàm lượng dinh dưỡng rất là cao cũng như là đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, và cũng như là giúp cho các chị em phụ nữ trong gia đình của tất cả chúng ta sẽ có thể là có thêm được những cái hàm lượng dưỡng chất, đặc biệt là vitamin E cũng như là rất là nhiều những cái loại axit amin thiết yếu, protein nữa quý vị nha, giúp cho làn da của chúng ta thật là săn chắc nè, cũng như lúc nào cũng mịn màng và tràn đầy sức sống quý vị ạ. Và dòng sản phẩm lần này thì quý vị cũng có thể là tìm kiếm trên thị trường, tuy nhiên là một câu hỏi đặt ra, làm thế nào để có thể có ngay một dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà có thể đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ quý vị nha. Thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với dòng sản phẩm lần này, mức giá nhà cung cấp là 999.000 đồng một hộp quý vị ạ. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá mà chúng tôi đã giảm, chỉ còn 699.000 đồng một hộp mà thôi. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và bên cạnh đó, với dòng sản phẩm lần này thì mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ quý vị nha. Và không dừng lại ở đó, ngày hôm nay chúng tôi còn mang đến cho tất cả quý vị những món quà hết sức đặc biệt. Chúng ta sẽ nhận ngay đó chính là một bộ nữ trang ngọc trai quý vị ạ, có dây chuyền nè, với viên ngọc trai đính ở giữa rất là đẹp, và đồng bộ chung với lại hoa tai nữa quý vị nha. Kiểu dáng của bộ quà tặng này thì chúng tôi xin phép được gửi ngẫu nhiên đến cho quý vị, nhưng mà mình đều yên tâm đó chính là chất lượng về ngọc trai cũng như là kiểu dáng của bộ cũng rất là sang trọng và đẳng cấp, dành cho các chị em phụ nữ mình có thể là tô điểm thêm vẻ đẹp nữ tính và duyên dáng của chúng ta. Quà tặng số lượng có hạn cho nên là để quý vị có thể là nắm bắt cơ hội sở hữu sản phẩm chính với giá ưu đãi và chắc chắn nhận được quà tặng, thì mình sẽ phải nhanh tay lên để có thể là gọi đến cho tổng đài của chúng tôi quý vị các bạn ạ. Chúng tôi sẽ ghi nhận địa chỉ giao hàng, giao đến cho quý vị tận nơi hàng chính hãng của thương hiệu Costa. Có thêm đó là cam kết hoàn tiền 5 triệu đồng nếu như quý vị phát hiện hàng giả quý vị và các bạn nha. Đó là cam kết để quý vị yên tâm thôi, chứ tất nhiên là khi VTV Hyundai giao hàng đến cho mình thì là hàng chính hãng, hàng thật, và chúng ta có thể là yên tâm sử dụng ngay, và mình sẽ có thêm bộ quà tặng đi kèm. Đúng rồi thưa quý vị, ngay bây giờ nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Quý vị cũng có thể đặt hàng thông qua website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, cũng như là đặt hàng thông qua ứng dụng mua sắm trên điện thoại di động và máy tính bảng của mình quý vị nha. Dù là cách thức nào thì chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Hãy lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly 365 viên một hộp, sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc, đảm bảo chất lượng, viên nang sử dụng rất tiện lợi, sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an rõ ràng. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly thành phần đặc biệt bao gồm sữa ông chúa nguyên chất, dầu đậu nành, vitamin E, lecithin, sáp ông trắng và những thành phần không thể thiếu cho phụ nữ trên 20 tuổi, sử dụng an toàn, không lo hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Sử dụng đều đặn sẽ giúp quý vị các bạn chúng ta hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể của mình, giúp làm đẹp và sáng da hơn, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp mình giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đặc biệt trong chương trình hấp dẫn kỳ này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly mức giá nhà cung cấp là 999.000 đồng. Ngày hôm nay giá trình VTV Hyundai Home Shopping giảm ngay cho tất cả quý vị 300.000 đồng, chỉ còn 699.000 đồng quý vị nha. Quà tặng hấp dẫn kèm theo bộ nữ trang dành cho chị em phụ nữ trong gia đình của tất cả chúng ta, dòng sản phẩm chính sử dụng an toàn, không lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Quý vị thân mến, quá trình lão hóa là một cái quá trình đã diễn ra từ sau khi chúng ta 25 tuổi rồi quý vị ạ. Và khi mà chúng ta gặp phải quá trình lão hóa này thì mình sẽ thấy là về mặt sức khỏe thì cơ thể của mình có vẻ xuống sức hơn, không còn xuống sức nhiều như trước đây nữa. Còn về mặt vẻ đẹp của làn da thì làn da của mình cũng bắt đầu hơi sạm đi nè, dễ dàng xuất hiện những cái nếp nhăn cũng như là những cái vết nám ở bên trên làn da của mình nếu như chúng ta không chăm sóc đúng cách. Và các chị em phụ nữ thì rất là lo lắng về vấn đề này, cả giấc ngủ cũng đến không sâu nữa ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một người bạn đồng hành để có thể là chăm sóc cho cơ thể từ bên trong ra bên ngoài luôn, giúp giấc ngủ của mình đến ngon hơn, giúp làn da của mình đẹp hơn, giúp mình tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta làm chậm quá trình lão hóa. Và mình cũng có thể là dễ dàng sử dụng để mình thoa nhẹ lên trên lớp da của mình để cảm nhận độ ẩm từ sữa ong chúa có thể là thẩm thấu vào da của chúng ta và nuôi dưỡng làn da của chúng ta luôn các chị em nhé. Một dòng sản phẩm chất lượng của thương hiệu Costa được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc nên Phụng Yên rất là yên tâm về yếu tố này đó Quang Quý ạ. Bởi vì là khi mà mình lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng thì ở bên ngoài thị trường nó có rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau luôn, nhiều thương hiệu, cho nên là khi mà mình bỏ tiền ra để mình lựa chọn một sản phẩm mà quan trọng là về mình uống nè, rồi người thân của mình uống thì mình phải cần biết rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, mình phải xem tem nhãn cụ thể và biết được sản phẩm đó, thương hiệu đó thuộc tập đoàn nào, đến từ đâu thì mình mới yên tâm lựa chọn. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó với dòng sản phẩm lần này đến từ thương hiệu Costa là một thương hiệu rất là quen thuộc rồi, không chỉ là trên kênh mua sắm VTV Huyền Đài Home Shopping mà còn trên cả thị trường Việt Nam và cả toàn thế giới nữa. Cho nên mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm, dòng sản phẩm lần này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc và có cả tem dán của Bộ Công an một cách rõ ràng nữa quý vị nha. Cho nên chúng ta cũng có thể là hoàn toàn yên tâm luôn. Và nói về sữa ong chúa thì tất nhiên là tất cả quý vị quan quý tin chắc rằng chúng ta đã rất là rành về những cái tác dụng của nó rồi đúng không ạ? Tại vì thật ra trong cả nguyên một cái tổ ong á nha thì sữa của con ong chúa thì chúng ta cũng có thể thấy là rất là khó để mình có thể là chiết xuất nó ra, tại vì trong đó có thành phần dinh dưỡng rất là nhiều và chủ yếu đó chính là phần protein cũng như là peptide quý vị nha. Với những cái thành phần như thế này thì cũng sẽ ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn ở trên da của chúng ta, sẽ giúp cho làn da của chúng ta là hạn chế mụn nè, cũng như là cái phần protein nó cũng sẽ cung cấp cho cái phần da đó, giúp cho phần da của chúng ta đàn hồi tốt hơn. Và ngoài ra thì cũng cung cấp thêm những cái hàm lượng dưỡng chất như những cái loại axit amin thiết yếu cho cơ thể của mình và hạn chế cái quá trình lão hóa da. Và thật ra là với cơ thể của con người thì chỉ cần sau 20 tuổi đến 25 tuổi thôi quý vị nha, sẽ bắt đầu có những cái tiến trình lão hóa rồi, cho nên là chúng ta cần phải có những cái cách thức để mình có thể là đảm bảo và cũng như là cung cấp những cái hàm lượng dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta để ức chế và làm chậm cái tiến trình lão hóa đó. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ thì không biết là mọi người thấy như thế nào, nhưng mà bản thân Quang Quý cảm giác là với chị em phụ nữ sắc đẹp là tính mạng. Chỉ cần có những cái sự ảnh hưởng nhỏ nhỏ đến làn da của mình thôi, ví dụ như là sáng hôm đó chúng ta thức dậy là chúng ta cảm thấy là làn da của mình không còn mịn màng nữa, độ đàn hồi không còn, độ săn chắc không còn, xuất hiện những cái đốm mụn li ti, thì lúc đó thì chúng ta cần phải cân nhắc đến việc là trong môi trường sống của chúng ta như thế nào, trong cuộc sống của chúng ta như thế nào và cái quy trình sinh hoạt thời khóa biểu của chúng ta như thế nào nữa quý vị nha. Chắc chắn là trong cái quá trình mà chúng ta làm việc khá là căng thẳng nè thì cũng sẽ có những cái rất là nhiều những cái bị stress nè, cũng như là ảnh hưởng xấu đến gương mặt của chúng ta, hay là chúng ta di chuyển ở ngoài đường rất là nhiều đi, khói bụi nè, bụi bẩn, các loại vi khuẩn vi trùng khác nhau nè, nó sẽ tác động lên làn da và trực tiếp luôn quý vị nha. Cho nên quý vị cần phải lưu ý là bên cạnh việc là chúng ta bảo vệ ở phía bên ngoài, chẳng hạn đeo khẩu trang, đeo mắt kính, hay là chúng ta hạn chế đi ra những cái nơi khói bụi, thì mình cũng cần phải bổ sung ở cả bên trong, cung cấp những hàm lượng dưỡng chất thật là tốt cho cơ thể của chúng ta. Và cụ thể là ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là viên uống sữa ong chúa quý vị nha. Và có thể nói là quý vị tạm nhìn cái hình ảnh con ong chúa ở trong phim trường của chúng tôi như thế này đây, một cái con ong mà chúng tôi mô phỏng nó rất là to. Quý vị hình dung là chỉ có là con ong chúa nó được ăn sữa ong chúa trong suốt vòng đời của nó, cho nên là nó có cái kích cỡ lớn nè, nó có một cái thời gian sống lâu dài và cái khả năng sinh sản rất là tốt, và chỉ duy nhất cái con ong đó ở trong tổ ong là có cái đặc quyền như vậy. Mà người ta nghiên cứu là bởi vì trong sữa ong chúa có rất là nhiều những dưỡng chất như là Quang Quý đã chia sẻ, và chính những dưỡng chất đó nuôi dưỡng con ong chúa. Và ngày nay thì con người tận dụng những cái dưỡng chất đó để cung cấp cả những cái nguồn dưỡng chất quý báu từ thiên nhiên và chăm sóc cho cơ thể con người của mình. Và chúng ta có thể là uống đều đặn mỗi ngày cùng với những cái nguồn dưỡng chất yên tâm, và mình có thể là chăm sóc đều đặn để cơ thể mình tích cực hơn mỗi ngày quý vị nha. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải lựa chọn được cái nguồn hàng uy tín để chúng ta uống đều đặn thường xuyên, mình thấy được cái hiệu quả của nó. Tất nhiên là quý vị các bạn chúng ta phải sử dụng trong một cái khoảng thời gian mình nhìn lại mình mới thấy rõ cái sự thay đổi đối với cơ thể của mình, chứ không phải là sử dụng ngày một ngày hai là mình đã thấy liền đâu quý vị ạ. Nó cần có một cái quá trình. Nhưng nếu với cái quá trình đó quý vị lựa chọn được dòng sản phẩm tin tưởng, yên tâm, hàng chất lượng, hàng chính hãng thì chúng ta sẽ nhanh thấy được cái quá trình đó rõ rệt hơn quý vị nha. Và nãy giờ mình nhắc nhiều với các chị em phụ nữ đó Quang Quý, nhưng mà Phụng Yến thấy là với những khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping thì có rất là nhiều gia đình họ mua là sử dụng cả vợ và chồng luôn, mua hai hộp mà hai bộ cho gia đình của mình, bởi vì là cả các quý ông cũng cần làm chậm quá trình lão hóa, mà không chỉ
các chị em phụ nữ đâu. Các quý ông thì đôi khi hơi căng thẳng, mệt mỏi, giấc ngủ đến không có sâu chẳng hạn, thì với những cái viên uống dạng viên nang như thế này, 365 viên trong một hộp thì cũng tiện để mình có thể là để ở bàn làm việc nè, hay là để ở đầu giường ngủ của mình nè. Mỗi ngày như vậy quý vị các bạn chúng ta có thể uống đều đặn. Đây cũng là một phương pháp để Phụng Yên có thể là chăm sóc cho sức khỏe cũng như là vẻ đẹp làn da của mình luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và như vậy thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm với dòng sản phẩm lần này. Bên cạnh là việc quý vị có thể là uống trực tiếp những cái viên nang như thế này để bổ sung những hàm lượng dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày, thì quý vị cũng có thể là trong uống ngoại thoa, mình có thể là cắt cái phần vỏ con nhộng ở ngoài á, ở bên trong nó sẽ có một cái hàm lượng dưỡng chất ở bên trong là đã cô đặc lại rồi, thì quý vị cũng có thể là xoa đều trên da tay hoặc là da mặt của mình, những vùng da nào mà chúng ta mong muốn là cung cấp thêm những cái dưỡng chất để có thể là nuôi làn da đó quý vị nha. Và ngoài ra thì với dòng sản phẩm lần này, thực ra là trên thị trường nếu như mà tất cả quý vị đi đến những cửa hàng thì quý vị sẽ thấy là có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau, và chắc chắn là nếu như mà tất cả quý vị không tìm hiểu kỹ, quý vị sẽ rất là dễ bị hoa mắt, tại vì có rất là nhiều những nguồn hàng khác nhau quý vị nha, về sữa ông chúa như thế này. Tuy nhiên với dòng sản phẩm ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Và ngoài ra thì khi mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm này, đặt ngay tại nhà của mình một hộp là có 365 viên, chúng ta có thể uống trong một khoảng thời gian rất là dài, thì quý vị cũng có thể là lưu ý là có một cái phần tem kiểm định ở phía trên quý vị nha. Ở đây có ghi sẵn là có một cái cú pháp nè, để có thể là hướng dẫn tất cả quý vị có thể là mình nhắn tin để mình kiểm tra xem là dòng hàng này có phải là hàng chính hãng hay không, có thể đảm bảo hay không. Và bên cạnh đó còn có thêm là một cái phần tem đảm bảo quý vị nha, tem của trung tâm kiểm định của Bộ Công an luôn, cho nên là tất cả quý vị có thể là hoàn toàn an tâm. Lúc đó khi mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm này, nếu mà chúng ta đặt hàng trên VTV Hyundai, quý vị nhớ mở ra, quý vị kiểm tra xem là có đủ phần tem này, có đủ phần tem ở phía trên hay không, thì từ đó chúng ta mới thanh toán để đảm bảo mức độ an toàn cũng như đảm bảo cho tất cả quý vị khách hàng nha. Và mình không chỉ là kiểm tra về sản phẩm chính đâu quý vị à, mình còn kiểm tra xem là mình có nhận được quà tặng khi chúng ta được giao hàng ngay tại nhà hay không quý vị nha. Quà tặng của mình sẽ có ngay đó chính là một bộ nữ trang mạ vàng với những điểm nhấn chủ đạo, đó chính là những hạt ngọc trai quý vị và các bạn ạ. Cái kiểu dáng của bộ nữ trang thì xin phép được giao hàng ngẫu nhiên cho quý vị. Có thể đó là với dáng giọt nước chẳng hạn, hoặc cũng có thể nó được thiết kế với dáng tròn hơn. Nè, quý vị các bạn chúng ta có thể thấy là kiểu dáng nó có thể khác nhau một chút xíu, nhưng tất cả đều là nữ trang mạ vàng và có điểm nhấn ngọc trai cùng với những cái viên đá sáng lấp lánh quý vị và các bạn nha. Và khi mà chúng ta đeo vào thì mình sẽ cảm nhận là mình nữ tính hơn, duyên dáng hơn đó quan quý ạ. Cũng ý nghĩ là các quý ông cũng có thể lựa chọn bộ sản phẩm này làm quà tặng cho các chị em phụ nữ mình yêu thương. Đúng rồi đó quý vị, và dòng sản phẩm quà tặng của chúng tôi cũng đã được trung tâm kiểm định qua test 3 chứng nhận là có mã vàng, cho nên mọi người cũng có thể là yên tâm. Đó là lý do vì sao khi mà tất cả quý vị theo dõi trên màn hình, lúc mà Phụng Yến đưa những cái phần bông tai hay là những cái phần dây chuyền như vậy thì nó rất là lấp lánh đúng không ạ? Và cũng rất là bắt mắt. Cho nên là ngay bây giờ quý vị ơi, dòng sản phẩm ngày hôm nay, dòng sản phẩm chính trong uống ngoài thoa đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cho cơ thể của mình, và bên cạnh đó khi mà chúng ta đã đẹp từ gương mặt rồi thì chắc chắn là chúng ta cũng phải nên có những cái sự gọi là trưng diện một chút xíu với những dòng món quà mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị là bộ trang sức ngày hôm nay. Với dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày hôm nay thì rất là đặc biệt, trên VTV Hyundai Home Shopping mức giá của nhà cung cấp là 999.000 đồng, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá đã giảm 300.000 đồng quý vị nha, chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Và chúng tôi cũng lúc nào nói về những thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì cũng có một cái lời khuyên đến cho tất cả mọi người là chúng ta nên uống và sử dụng một cách đều đặn, kết hợp chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao và nghỉ ngơi hợp lý thì mới có được những cái thành quả và có những cái sự chuyển biến tốt quý vị nha. Cho nên là ngay bây giờ nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Hãy lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly, sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc, đảm bảo chất lượng, viên nang rất là tiện lợi để chúng ta mang theo và sử dụng mỗi ngày. Sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an rõ ràng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp và sáng da, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mình yên tâm sử dụng cùng với dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly, ở bên trong có những thành phần đặc biệt như sữa ông chúa nguyên chất, dầu đậu nành, vitamin E, lecithin, sáp ong trắng, những thành phần không thể thiếu cho phụ nữ trên 20 tuổi, sử dụng an toàn, không lo hàng giả, hàng nhái hay hàng kém chất lượng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly quý vị nha. Chắc chắn là đối với các chị em phụ nữ, không chỉ là với các chị em phụ nữ trong khoảng tuổi từ 20 tuổi trở lên, mà với quý bà của chúng ta, các mẹ thì cũng sẽ có những cái tình trạng giống như là mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta sẽ cảm giác là làn da của chúng ta hơi nhăn đúng không ạ? Cũng như là xuất hiện những cái đốm đồi mồi nè, hay là có những cái phần mụn nữa đúng không nào?
Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái cách thức để chúng ta có thể là sử dụng trong cả một cái khoảng thời gian dài. Và chúng ta sử dụng một cách đều đặn thì chắc chắn là hàm lượng dưỡng chất ở bên trong những cái viên sữa ong chúa như thế này sẽ cung cấp đến cho tất cả quý vị, bao gồm là sữa ong chúa nguyên chất này, còn có thêm là dầu đậu nành, vitamin E nữa, và cả sáp ong trắng giúp cho làn da lúc nào cũng săn chắc hơn. Cho nên là ngay bây giờ hãy nhanh tay sở hữu ngay quý vị nha. Yên tâm lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ong chúa Costa Royal Jelly, hàng chính hãng 100% và cam kết hoàn tiền 5 triệu đồng nếu phát hiện hàng giả. Đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ong chúa Costa Royal Jelly ngày hôm nay trong chương trình mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá nhà cung cấp là 999.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ còn 699.000 đồng mà thôi quý vị nha. Quà tặng hấp dẫn kèm theo bộ trang sức mã vàng, dòng sản phẩm sử dụng an toàn, không lo hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Với quà tặng là bộ trang sức mạ vàng thì chúng tôi xin phép được giao hàng kiểu dáng ngẫu nhiên đến cho quý vị. Nhưng yên tâm, đây là bộ trang sức được mạ vàng với điểm nhấn ngọc trai rất đẹp, nâng cao vẻ đẹp, hoàn thiện phong cách thời trang cho các chị em phụ nữ. Cùng với bộ quà tặng ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị bộ trang sức mạ vàng là món quà khi mà tất cả quý vị sở hữu dòng sản phẩm chính ngày hôm nay là viên sữa ong chúa đến từ thương hiệu Costa, và từ đó chúng ta có thể là kết hợp với nhan sắc của mình, rồi còn kết hợp thêm cả những cái bộ trang sức như thế này giúp cho tất cả chúng ta tự tin hơn. Cho nên là ngay bây giờ hãy nhanh tay sở hữu dòng sản phẩm chính của chúng tôi để cho tất cả quý vị có thêm sắc đẹp và kết hợp cùng với món quà tặng nữa quý vị nha. Các chị em phụ nữ thân mến, với chương trình ngày hôm nay với việc gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm sữa ong chúa chính hãng của thương hiệu Costa đến từ Úc, thì chúng tôi cũng mong muốn là các chị em phụ nữ mình cũng sẽ chính là con ong chúa tuyệt đẹp ở trong gia đình của mình quý vị các bạn con ong chúa khỏe khoắn nè, con ong chúa tràn đầy năng lượng, con ong chúa rất là xinh đẹp, tươi tắn ở nhà mỗi ngày, không có câu có, không có mệt mỏi, không có cảm giác uể oải, không có chạm sờ lên da thấy nó sần sùi và lo lắng suốt cả một ngày. Một con ong chúa phải thật sự là tuyệt vời trong cuộc sống của mình quý vị nha. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần có một cái sức khỏe rất là dồi dào. Nhưng mà cuộc sống hiện tại thì quý vị thấy là cực kỳ bận rộn luôn, cho nên đôi khi là mình hay tạm gác cái vấn đề chăm lo sức khỏe qua một bên, rồi mình có nhiều những cái kế hoạch, những cái dự định, những cái việc phải làm trong cuộc sống của mình. Nhưng mà Phụng Yến nghĩ là dù bận rộn đến cỡ nào cũng hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình nhé. Ăn uống đầy đủ những cái nguồn dưỡng chất nè, rồi chăm tập luyện thể dục thể thao nè, và mình có thể là bổ sung thêm những cái thành phần dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên với dạng những cái viên uống từ thực phẩm bảo vệ sức khỏe chẳng hạn. Nhưng mà hãy nhớ lựa chọn nguồn thực phẩm bảo vệ sức khỏe làm sao cho an toàn nào, làm sao cho chất lượng và chính hãng. Đúng rồi thưa quý vị, và thật ra Quang Quý cũng chia sẻ luôn là với dòng sản phẩm lần này không chỉ là với nữ giới sử dụng đâu, mà nam giới cũng có thể là sử dụng một cách cực kỳ dễ dàng quý vị ạ. Tại vì theo cơ thể của nam giới và nữ giới thì thật ra là trong khoảng độ tuổi từ 20 đến 25 và trở đi lớn hơn á thì đã bắt đầu xuất hiện những tiến trình lão hóa rồi. Và nếu như mà những người phụ nữ của chúng ta mà cảm thấy đẹp quá mà lúc nào đàn ông của mình cứ nghĩ là chăm sóc như vậy thì thôi không có cần thiết, thì khi mà đi chung với những người phụ nữ của mình thì chắc chắn sẽ có đôi lúc, không biết là mọi người có như vậy không, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ đôi lúc chúng ta cảm thấy là hơi chạnh lòng một chút xíu, làm sao để mình có thể là xứng đáng để đi chung với những người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta, đúng không ạ? Thì mình cũng phải chăm sóc cơ thể quý vị nha. Với những viên sữa ong chúa như thế này, bên cạnh những thành phần có thể là cung cấp cho làn da của chúng ta thì ở bên trong còn có cái hợp chất đó chính là lecithin quý vị nha. Kết hợp cùng với cái phần dầu đậu nành ở phía bên trong những cái viên như thế này, nó sẽ làm giảm cái hàm lượng cholesterol trong máu và hạn chế cái quá trình là xuất hiện những cái khối cục máu đông ở trong cái mạch máu của chúng ta. Đó chính là cái hàm lượng ở trong bên trong sữa ong chúa, cho nên mọi người cũng có thể là yên tâm nè. Và ngoài ra nữa thì bên trong sữa ong chúa cũng có rất là nhiều những cái hợp chất gọi là hyaluronic acid. Hyaluronic acid là cái chất để giúp cho chúng ta có thể là cân bằng độ pH ở trên da. Như quý vị cũng có thể thấy là với việc là độ pH ở trên da của chúng ta nó không được cân bằng thì chắc chắn sẽ dẫn tới những cái tình trạng là da của chúng ta sẽ bị nhạy cảm nè, hay là làn da của chúng ta rất là dễ bị nhăn nè, hay hoặc là chúng ta đụng vào hay cái mức độ đàn hồi nó không còn nhiều nữa. Kết hợp cùng với hàm lượng protein ở phía bên trong sẽ giúp cho tất cả chúng ta có một cái cảm giác là làn da của chúng ta sẽ được phục hồi và được tái sinh quý vị nha. Đó chính là những cái thành phần dưỡng chất ở bên trong những viên sữa ong chúa và tác động rất tốt lên làn da của chúng ta, không chỉ là với chị em phụ nữ và cánh mày râu cũng có thể sử dụng luôn. Và chúng ta sử dụng lại còn đơn giản với dạng viên nang nữa đó Quang Quý. Mình có thể là mình để ở ngay cái khu vực mình dễ quan sát trong nhà để mình đừng có quên uống nè, hoặc là ngay cả khi mình đi công tác mình cũng có thể là cầm theo một bịch với nhiều viên chẳng hạn, rồi mình có thể là để ở bàn làm việc của mình. Rồi nhiều gia đình Phụng Yến thấy là mua sữa ong chúa cho cả vợ và chồng cùng
cùng uống luôn. Có những gia đình mà gọi đến cho VTV Hyundai Home Shopping đặt hàng một lần là tới mấy bộ lận. Có những bộ là gửi về nhà mình, có những bộ là gửi về quê ở xa cho mẹ ở xa dùng nữa. Rồi có những nơi là gửi cả hai bộ đến cùng một nhà, có thể là vợ chồng cùng dùng chẳng hạn. Và quý vị các bạn, chúng ta thấy là thương hiệu Costa xuất hiện rất là nhiều lần trên VTV Hyundai Home Shopping. Sở dĩ xuất hiện nhiều lần như vậy là bởi vì là nhu cầu của quý vị khách hàng rất là lớn, và cứ mỗi lần xuất hiện thì chúng tôi mong muốn gửi đến một cái phần quà để như là một cái lời tri ân và cảm ơn quý vị khách hàng đã cùng đồng hành và cũng như là cùng tin tưởng lựa chọn Costa trong suốt một thời gian dài. Và ngày hôm nay thì ngoài việc đó là giá của dòng sản phẩm này được giảm, mức giá chỉ còn là 699.000 đồng mà thôi, thì chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị các bạn nha. Mình sẽ có là một bộ nữ trang mạ vàng. Với bộ nữ trang mạ vàng này thì có điểm nhấn là ngọc trai ở bên trên để giúp tôn lên vẻ đẹp duyên dáng và nữ tính cho các chị em phụ nữ. Và bộ nữ trang này đó, Quang Quý Phụng Yến nghĩ là nếu mà mua ở bên ngoài thì cái chi phí nó cũng khá là cao. Đúng rồi. Mà Quang Quý muốn tặng một món quà dành cho các chị em phụ nữ đó, tặng cho mẹ, tặng cho chị chẳng hạn, thay vì là mua riêng bộ nữ trang thì rồi mua sữa ông chúa, thì ngày hôm nay mua sữa ông chúa được tặng nữ trang đúng không, về đeo vào là thấy rất là thích luôn. Đúng rồi, thưa quý vị, và hiện tại thì Phụng Yến cũng đang đeo, mọi người có thể thấy không ạ. Thật ra là lúc nãy thì khi mà bước ra phim trường thì thấy là bộ nữ trang màu vàng được mã vàng như thế này, cho nên Phụng Yến đã quyết định là mặc một cái váy màu đỏ để nó nổi lên, tôn lên để cho tất cả quý vị cùng thấy không ạ. Đó, bên cạnh việc là chúng ta chăm sóc cho làn da của mình lúc nào cũng săn chắc, lúc nào cũng mịn màng đúng không ạ, thì cái việc là chúng ta bổ sung thêm cũng như là kết hợp thêm những cái món trang sức ở phía bên ngoài kết hợp cùng với trang phục của mình sẽ giúp cho tất cả chúng ta là cảm thấy là mình tự tin hơn rất là nhiều, đặc biệt là với các chị em phụ nữ đúng không ạ. Như vậy với dòng sản phẩm lần này chỉ cần một lần đầu tư mà thôi, quý vị đã có dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Costa quý vị nha. Costa thì đã rất là quen thuộc trên VTV Hyundai Home Shopping rồi, với rất là nhiều những dòng hàng khác nhau, và đặc biệt trong đó chính là sữa ông chúa. Và Costa thì thuộc tập đoàn Star Combo, một tập đoàn rất là nổi tiếng từ Úc quý vị ạ, cho nên chúng ta cũng có thể là yên tâm. Với đất nước chuột túi thì chúng ta cũng đã rất là quen với những cái thông tin về sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là ngành y tế ở đó rồi đúng không ạ. Với rất là nhiều những cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có liên quan đến nhan sắc và cũng như là về chất lượng cuộc sống của chúng ta, như là viên sữa ông chúa ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Và bên cạnh đó thì còn có thêm là nhau thay cừu nè, rồi có thêm những cái viên như là sụn cá mập, được quý khách hàng trên toàn thế giới có thể là tin tưởng và lựa chọn, cho nên tất cả quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm. Và bên cạnh đó khi mà nhập về Việt Nam thì cũng có thêm một cái phần tem kiểm định của Bộ Công an ở phía bên trên. Nếu mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là kiểm tra một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng bằng cách thức là nhắn tin theo cú pháp mà đã có sẵn ở trên cái phần tem đó, để có thể là xác định được là dòng sản phẩm ngày hôm nay được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ nước Úc, cho nên là mình cũng có thể là yên tâm. Đó, đã được xuất hiện rất là nhiều ở trên là những cái cửa hàng khác nhau. Thay vì mà tất cả quý vị chúng ta phải bay ra Úc thì chắc là cũng tốn tiền nhiều về vé máy bay đúng không ạ? Thì ngày hôm nay quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm sở hữu cùng với chương trình, sở hữu cùng với VTV Hyundai Home Shopping, tại vì chúng tôi chắc chắn đây là dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Và chúng tôi đưa ra cho tất cả quý vị thêm một sự cam kết nữa, nếu mà không như chúng tôi chia sẻ thì chúng tôi sẽ bồi hoàn đến cho tất cả quý vị một con số lên tới là 5 triệu đồng, cho nên tất cả mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nha. Và với mức cam kết 5 triệu đồng đó là một mức để quý vị có thể cảm thấy yên tâm khi mà lựa chọn sản phẩm này. Còn tất nhiên khi mà VTV Hyundai Home Shopping giao hàng đến cho quý vị thì đó là dòng sản phẩm đã được kiểm định và an toàn rồi. Quý vị các bạn, chúng ta có thể là kiểm tra tem nhãn ở bên trên dòng sản phẩm đó, cũng như là nhắn tin theo cú pháp có ghi sẵn ở trên tem nhãn để chúng ta biết được về thông tin về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này. Và hãy nhớ sử dụng đều đặn thường xuyên và cảm nhận rõ rệt những cái hiệu quả tích cực của nó đối với cơ thể của chúng ta quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, rất là tốt đúng không ạ, về chất lượng của dòng sản phẩm ngày hôm nay. Và không dừng lại ở đó thì với mức giá thì cũng hấp dẫn không kém quý vị nha. Giá nhà cung cấp là 999.000 đồng, ngày hôm nay chúng tôi giảm ngay 300.000 đồng cho tất cả quý vị. Trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ còn 699.000 đồng mà thôi, còn được tặng thêm là một bộ nữ trang mạ vàng nữa quý vị nha, kết hợp cùng với những cái viên ngọc trai rất là lấp lánh ở phía bên trên như thế này, sẽ giúp cho các chị em phụ nữ của chúng ta cảm giác rất là tự tin khi mà sánh bước cùng với những người đàn ông của mình. Thì ngay bây giờ tất cả quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình sở hữu trọn bộ sản phẩm lần này, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thời gian đang trôi qua rất nhanh, hãy lựa chọn ngay viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly 365 viên một hộp. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc, đảm bảo chất lượng, viên nang tiện dụng, sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an rõ ràng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp và sáng da, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sử dụng đều đặn quý vị các bạn, chúng ta sẽ được chăm sóc bởi những thành phần đặc biệt bao gồm sữa ông chúa nguyên chất, dầu đậu nành, vitamin E, lecithin, sáp ong trắng, những thành phần không thể thiếu cho phụ nữ trên 20 tuổi. Sử dụng an toàn, không lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Và thưa quý vị, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Nếu như mà các chị em phụ nữ chúng ta mỗi khi mà thức dậy thì đột nhiên chúng ta phát hiện là làn da của chúng ta gặp những cái vấn đề như là bị nhăn, bị mụn nè, rồi bị những đốm đồi mồi, hay là không còn khỏe hay đàn hồi săn chắc nữa, thì đó đã là lúc là chúng ta cần phải suy nghĩ đến những dòng sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để bổ sung cho cơ thể của mình. Và cụ thể là ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị những viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly quý vị nha. Hiệu quả khi sử dụng đều đặn, quý vị hãy sử dụng đều như thế này, tại vì mỗi hộp của chúng ta có đến là 365 viên quý vị nha, uống một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn. Và từ đó thì quý vị sẽ thấy là có một cái sự thay đổi một cách rõ rệt về làn da của mình nè, đàn hồi săn chắc tốt hơn cũng như là mịn màng hơn. Ngay bây giờ nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chúng tôi, sở hữu ngay cùng với chương trình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mua sắm với VTV Hyundai Home Shopping, yên tâm về hàng chính hãng 100% với cam kết hoàn tiền 5 triệu đồng nếu phát hiện hàng giả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly, mức giá nhà cung cấp 999.000 đồng. Ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ còn 699.000 đồng. Quà tặng hấp dẫn kèm theo bộ trang sức mã vàng và dòng sản phẩm chính sử dụng an toàn, không lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Xin phép được giao quà tặng là bộ trang sức mạ vàng đến cho quý vị với kiểu dáng ngẫu nhiên. Tuy nhiên đó đều là bộ trang sức mạ vàng chất lượng với điểm nhấn ngọc trai duyên dáng, nâng cao vẻ đẹp và giúp hoàn thiện phong cách thời trang cho các chị em phụ nữ. Bộ trang sức mã vàng nâng cao vẻ đẹp và hoàn thiện phong cách thời trang cho chị em phụ nữ, kết hợp cùng với dòng sản phẩm chính viên sữa ông chúa Costa Royal Jelly sẽ giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta cảm giác là tự tin hơn. Mức giá cực kỳ hấp dẫn, 699.000 đồng quý vị nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã không còn nhiều nữa. Hy vọng tất cả mọi người đã có thể chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình ngay từ bên trong cùng với dòng sản phẩm lần này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình mua sắm tiếp theo trên VTV Hyundai Home Shopping.